Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái vay vốn Ngân hàng Thế giới được thực hiện từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, gồm hai hợp phần. Trong đó hợp phần 1 là giải pháp kết cấu cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đô thị như giảm thiểu ngập lụt toàn đô thị, cải thiện giao thông đô thị và tăng cường kết nối. Hợp phần 2 là giải pháp phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị và chiến lược phát triển giao thông công cộng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la, tương đương trên 1.423 tỷ đồng, gồm vốn vay VKB và vốn đối ứng. Đến nay, các gói thầu sử dụng vốn VKB đã được chủ đầu tư và các nhà thầu chuẩn bị mặt bằng, tập kết thiết bị để triển khai thi công. Các gói thầu sử dụng vốn đối ứng đã hoàn thành 10 gói thầu bao gồm các nội dung như tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, giải phóng mặt bằng. Công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư cũng được khẩn trương thực hiện. Các nhà thầu cũng đã triển khai công tác bảo vệ môi trường và các vấn đề xã hội. Đến nay, dự án đã giải ngân được 135 tỷ 700 triệu đồng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, việc thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái đến nay chưa đảm bảo tiến độ. Do vậy, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đề nghị tỉnh Yên Bái chỉ đạo quyết liệt, giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, có chính sách khuyến khích để cán bộ, ban quản lý dự án thực hiện dự án có hiệu quả. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu những ý kiến trao đổi của đoàn công tác và cam kết trong thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, chuẩn bị vốn đối ứng cho từng giai đoạn, tập trung quyết liệt chỉ đạo thường xuyên đối với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý và thi công dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện các hạng mục theo đúng thời gian cam kết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương và liên danh các đơn vị tư vấn về báo cáo các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị tư vấn trình bày tóm lược về dự thảo quy hoạch, về đánh giá môi trường chiến lược và 9 quy hoạch chuyên đề đánh giá thực trạng phát triển tổ chức không gian, cũng như đề xuất mục tiêu nhiệm vụ định hướng giải pháp phát triển và tổ chức không gian kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng các địa phương thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 trên địa bàn các huyện thị thành phố trong tỉnh. Trên cơ sở các nội dung của dự thảo quy hoạch, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan đã báo cáo giải trình, làm rõ về công tác phối hợp, cung cấp số liệu, đồng thời tham gia ý kiến bổ sung điều chỉnh thông tin số liệu về phát triển năng lượng, khu cụm công nghiệp, trung tâm logistics, thương mại dịch vụ, kết nối vùng. Rà soát lại một số nội dung còn thiếu, số liệu chưa đầy đủ, điều chỉnh một số địa danh sau sát nhập, cấp độ rủi ro về sạt lở đất, những thông tin về điều chỉnh diện tích từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, tác động tới môi trường. Liên quan đến 9 quy hoạch của địa phương tích hợp vào quy hoạch tỉnh, các đại biểu cũng chỉ ra những thông tin số liệu chưa khớp với các quy hoạch chuyên đề khác, thiếu định hướng phát triển dài hạn, nghiên cứu bổ sung số liệu về phát triển các khu đô thị, công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi, phát triển nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, phát triển lưới điện, cấp nước sinh hoạt, đảm bảo theo tiêu chí quy mô, cũng như điều chỉnh bổ sung thêm các phương án về phát triển du lịch, về thiết chế văn hóa và di tích lịch sử cần tu bổ tôn tạo. Tham gia ý kiến và quy hoạch các địa phương, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng việc đánh giá thực trạng về văn hóa xã hội còn sơ sài, chưa đầy đủ, điển hình cho các lĩnh vực giáo dục, giảm nghèo, an sinh xã hội tại các địa phương, chưa rõ việc định hướng theo thế mạnh của từng địa phương. Theo đó, phần định hướng mục tiêu về giải pháp phát triển cần bám sát đề án và bộ chỉ tiêu phù hợp. Các đơn vị tư vấn cần thống nhất lại cách làm, có sự thống nhất từ các địa phương, các sở ngành trong xây dựng quy hoạch tích hợp và quy hoạch tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần bám sát nghị quyết, đề án, bộ chỉ tiêu và thực tiễn để xây dựng các mục tiêu phát triển phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Các đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa để có sự thống nhất về số liệu với các địa phương, các sở ngành trong việc xây dựng quy hoạch. Về phương án kịch bản tăng trưởng cần có cơ sở tính thuyết phục, nên tính toán cho cả giai đoạn
đối với mục tiêu phát triển cần dựa trên những đặc thù riêng để đưa ra mục tiêu tổng quát. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc lập một số quy hoạch ngành lĩnh vực, một số quy hoạch của đơn vị chưa đảm bảo về kết cấu và nội dung, còn sai sót về số liệu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn cần xem xét tính toán lại chỉ tiêu đô thị hóa, cập nhật lại chuyên đề đất đai việc làm, nguồn nhân lực để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đối với quy hoạch đánh giá môi trường chiến lược, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao đơn vị tư vấn đã tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung rõ ràng hơn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị, trong quá trình triển khai công tác lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì các sở ngành liên quan, các địa phương cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn để rà soát chỉnh sửa, tiếp thu các ý kiến xây dựng, nội dung các quy hoạch, đảm bảo chất lượng và thống nhất về số liệu, đủ điều kiện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Ngày 9 tháng 6, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện Lục Yên. Trong năm 2022, huyện Lục Yên đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện, triển khai xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Qua thống kê, từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên bị ảnh hưởng của 4 đợt thiên tai gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Lục Yên cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, tăng cường công tác thông tin truyền thông và tập huấn để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống, ứng phó của người dân. Trước đó, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu sông suối thôn Ngòi Thắm và thôn Ngòi Trang, xã Tơ Mậu. Huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ hè thu năm 2022. Vụ đông xuân 2021-2022, do thời tiết thuận lợi cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất lúa của huyện Trấn Yên đạt 55,97 tạ trên 1 hecta, sản lượng thóc ước đạt trên 12.500 tấn, sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt trên 15.000 tấn. Nông dân trong huyện đã trồng mới 55,6 hecta dâu, sản lượng kén tằm đạt trên 765 tấn, trồng rừng vụ xuân đạt trên 2.500 hecta, tổng đàn gia súc chính trên 68.500 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại hơn 6.000 tấn. Để hoàn thành mục tiêu sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 26.650 tấn, diện tích cây lương thực có hạt vụ mùa đạt 2.375 hecta, sản lượng 11.900 tấn. Huyện Trấn Yên tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh lúa đông xuân, tiến hành làm đất, chuẩn bị nguồn giống ngắn ngày, vật tư nông nghiệp, máy móc để sản xuất vụ hè thu đúng khung lịch thời vụ. Tiếp tục mở rộng diện tích, quy mô đối với các sản phẩm ô cốp, xây dựng chứng nhận nhãn hiệu và nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Ngày 10 tháng 6, Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái 2 tổ chức khánh thành phòng giao dịch số 9 tại số nhà 675, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Với tổng mức đầu tư là 4,5 tỷ đồng, phòng giao dịch số 9 được xây dựng trên diện tích 340m² với các trang thiết bị hiện đại, góp phần phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với phương châm phục vụ khách hàng là nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nói chung và phòng giao dịch số 9 Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái 2 đã đầu tư tín dụng phủ kín 100% thôn tổ dân phố trên địa bàn, cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đóng góp tích cực đối với phát triển thị trường thanh toán hiện đại. Ngày 10 tháng 6, Hội Nông dân thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022 với sự tham gia của 3 đội đến từ 15 cơ sở hội, xã phường, đại diện cho gần 5.800 hội viên nông dân trên toàn thành phố. Tham gia Hội thi Nhà nông đua tài, các đội phải trải qua 3 phần thi, gồm lời chào nông dân, kiến thức nhà nông và tài năng nhà nông. Với sự chuẩn bị chu đáo, hầu hết các đội đều trả lời xuất sắc các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Đặc biệt phần lời chào nông dân và phần thi tài năng nông dân với hình thức sân khấu hóa, các đội đã truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa trong lao động sản xuất, kinh doanh của nông dân đến với khán giả và đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân.
Hội thi nông dân đua tài năm 2022 là sân chơi bổ ích giúp củng cố tinh thần đoàn kết của hội viên nông dân trên địa bàn, đồng thời tạo diễn đàn cho cán bộ hội viên nông dân giao lưu, học hỏi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Qua hội thi còn góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia, đồng thời trao ba giải phụ, gồm giải cho đội có màn chào hỏi ấn tượng nhất, đội có phần trả lời xuất sắc nhất và đội có phần thi tài năng nông dân hấp dẫn nhất. Ngay sau thành công của hội thi, Hội nông dân thành phố sẽ lựa chọn và thành lập đội thi tham gia Hội thi nhà nông đua tài năm 2022 do Hội nông dân tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Ngày 10 tháng 6, cụm lực lượng tự vệ 5 cơ quan gồm Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề và Tỉnh đoàn Yên Bái đã kiểm tra bắn đạn thật và tổng kết công tác huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, cụm tự vệ 5 cơ quan gồm Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề và Tỉnh đoàn Yên Bái đã đảm bảo đúng đủ thời gian huấn luyện, đủ quân số theo quy định. Nội dung huấn luyện theo yêu cầu với 4 bài về giáo dục chính trị, pháp luật. Các chiến sĩ tự vệ còn được huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK, tập đội hình, đội ngũ dân quân tự vệ và huấn luyện chiến thuật tiểu đội tự vệ, bảo vệ mục tiêu và kiểm tra bắn đạn thật. Qua đánh giá, quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn, 100% chiến sĩ tự vệ huấn luyện đạt yêu cầu. Qua huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ đã được nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm, đường lối, pháp luật, về quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước, được huấn luyện các kỹ năng cơ bản về kỹ chiến thuật, biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ quan đơn vị. Nhân dịp này, cục tự vệ 5 cơ quan đã khen thưởng cho 15 chiến sĩ tự vệ có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với công nhân lao động vào ngày 12 tháng 6 tới. Đây là diễn đàn để đoàn viên công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sau gần một tháng tập hợp, khoảng 10.000 câu hỏi của công nhân gửi về chương trình tập trung vào các nhóm vấn đề: tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 tới, sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng tạo niềm tin để lao động gắn bó với bảo hiểm xã hội, hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho lao động F0, hỗ trợ con em công nhân ở bậc mầm non trong khu công nghiệp, hỗ trợ tiền thuê nhà trong gói 6.600 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có khoảng 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đối thoại. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vaccine COVID-19 mà Bộ Y tế cấp cho địa phương hiện còn rất nhiều, nhưng tỷ lệ triển khai tiêm mũi nhắc khá thấp. Cụ thể, ở đối tượng nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt hơn 80%, nhưng mũi 4 vì mới triển khai nên chỉ đạt dưới 1%. Thống kê trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch COVID-19 có thể lây lan trở lại ở thành phố đông dân nhất nước, trong bối cảnh các dịch bệnh theo mùa khác đang diễn biến phức tạp. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà một số địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều trường hợp ngại tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại, tức là mũi 3, mũi 4, vì cho rằng tình hình dịch đã được cải thiện. Số ca mắc COVID-19 giảm sâu và gần như không có ca bệnh cộng đồng. Thứ hai, do người dân nghe thông tin truyền miệng và trên mạng xã hội về việc sau khi tiêm xong có các tác dụng phụ như cao huyết áp, ngứa, ảnh hưởng tới trí nhớ, tay chân đau nên tâm lý e ngại. Các chuyên gia y tế cho rằng, dù hiện tại dịch đã phần nào được kiểm soát, nhưng việc tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 vẫn cần thiết, bởi sau thời gian khoảng 6 tháng, kháng thể sẽ không còn mạnh và sẽ có nguy cơ tái nhiễm bệnh, kể cả nhiễm lại chủng cũ hoặc nhiễm chủng mới. Thực tế cho thấy đã có nhiều trường hợp phát hiện mắc bệnh 2-3 lần. Theo lịch, ngày mai 11 tháng 6 là tới kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 95, từ ngày 2 tháng 1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ giảm từ 15 ngày xuống 10 ngày. Tức mỗi tháng điều chỉnh 3 lần vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Với các kỳ điều hành trùng vào các ngày nghỉ lễ, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, 11 tháng 6 rơi vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ nên Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 6. Theo đà tăng mạnh của giá xăng thế giới trong kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, giá xăng trong nước có khả năng tăng tới 1.000 đồng một lít.
kéo giá xăng RON 95 lập kỷ lục mới. Nếu vậy, giá xăng sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp. Một thông tin mà các hội đồng thi địa phương, thí sinh, phụ huynh cần lưu tâm là hai sự điều chỉnh về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Một trong những quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là các vận dụng không được đưa vào phòng thi của thí sinh sẽ không được để ngay bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải cách phòng thi tối thiểu 25 mét. Quy định này xuất phát từ việc Bộ Công an phát hiện trong thời gian vừa qua có một số thiết bị về công nghệ cao có thể thu phát sóng trong khoảng 25 mét. Vì vậy, dù thiết bị để ngoài hành lang nhưng vẫn có thể thu phát tín hiệu trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề. Điều chỉnh thứ hai là nếu như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thí sinh buộc phải đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi trong suốt quá trình làm bài thi và từ điểm thi về nhà, thì năm nay, quy định này đã linh hoạt hơn. Khi thí sinh vào phòng thi thì không nhất thiết phải đeo khẩu trang, bởi trong phòng thi, các thí sinh không có giao tiếp, không được phép trao đổi và đã bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Thông đồng bao che cho tội phạm khai thác lâm sản trái phép, 7 cán bộ là phó chủ tịch xã, kiểm lâm viên, cán bộ nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng vừa bị công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng khởi tố. Tháng 9 năm 2021, ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng được phê duyệt việc xin cưa hạ 74 cây gỗ thông bị chết dọc đường đi có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão. Hạt kiểm lâm huyện Đam Rông và Ủy ban nhân dân xã Phi Liêng đã cử 7 cán bộ giám sát việc khai thác cưa hạ đúng các cây đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã có dấu hiệu thông đồng bao che cho công ty Quý Thanh Lộc Phát do Nguyễn Văn Quý làm chủ cưa hạ ngoài phương án được duyệt 122 cây gỗ, chủ yếu là cây thông và cây trò, gây thiệt hại về lâm sản 96 mét khối gỗ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 5,1% hộ nghèo so với năm 2021. Để đạt mục tiêu này, thị xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, sát thực tế, cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Cầm Thị Lanh ở thôn Bản Bát, xã Thành Lương, thị xã Nghĩa Lộ là hộ nghèo, không có ruộng, trồng lại ốm nhiều năm. Nhằm chia sẻ giúp đỡ gia đình bà thoát nghèo, từ tháng 4 năm 2022, Đảng ủy chính quyền xã Thành Lương đã phân công các tổ chức đoàn thể nắm bắt tình hình và nhu cầu của gia đình để giúp đỡ. Xã sẽ hỗ trợ 50 con gà giúp gia đình bà dần ổn định cuộc sống và phấn đấu hết năm 2022 thoát nghèo. Gia đình tôi rất khó khăn, thời gian qua được xã quan tâm tạo điều kiện làm nhà và sắp tới hỗ trợ 50 con gà để nuôi. Gia đình tôi cố gắng hết năm 2022 xin thoát nghèo. Hiện nay còn 25 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Thế được Đảng ủy chính quyền quan tâm nữa, muốn Đảng và Nhà nước thì quan tâm cho bà con đấy, phát triển kinh tế về vấn đề sinh kế để lâu dài cho bà con phát triển, xóa đói giảm nghèo thì muốn cho cây con này, hay là giống vật tư này, hay là cho để hỗ trợ cho bà con vay vốn này. Là một trong những hộ nghèo của xã, năm 2020, gia đình ông Đỗ Văn Xuất ở thôn Hà Khem, xã Thạch Lương được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ 10 đôi chim bồ câu Pháp. Lấy ngắn nuôi dài, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu và nuôi lợn. Đến nay, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định, xây dựng căn nhà cấp 4, rộng trên 100m2, trị giá gần 300 triệu đồng. Tháng 11 năm 2021, gia đình ông đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Cũng chăm sự là nhờ Đảng và bên chính quyền, địa phương là chúng tôi hỗ trợ gia đình, là chúng tôi rất cảm ơn bên chính quyền xã cũng như là cấp trên, từ nay trở đi cũng cố gắng hơn nữa để động viên và cũng tham tư vấn cùng anh em khó khăn hơn mình để cũng cùng mình vượt lên. Thạch Lương là xã khó khăn của thị xã Nghĩa Lộ với 95% là người dân tộc. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Năm 2021, qua rà soát, toàn xã có 31% hộ nghèo theo tiêu chí mới. Năm 2022, xã Thạch Lương phấn đấu giảm 105 hộ nghèo, trong đó có 3 hộ tự nguyện thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 còn 22,86%. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy chính quyền xã phối hợp với 10 cơ quan đơn vị của thị xã và các tổ chức đoàn thể xuống các hộ gia đình nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Chú trọng đào tạo nghề, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp để mở rộng sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
xét theo cái kế hoạch và cái chỉ tiêu giao trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 thì đối với xã Thạch Lương thì còn rất nhiều hộ đặc biệt khó khăn, thì Đảng ủy chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn xã rất mong được sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trong và ngoài thị xã để bà con có cái nguồn sinh kế phát triển, làm sao là đời sống ổn định và từng bước là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Qua rà soát theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ còn 3.047 hộ nghèo, chiếm 16,44%, số hộ cận nghèo là 1.290 hộ, chiếm tỷ lệ 6,96%. Riêng năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 5,1% hộ nghèo, tương đương khoảng 933 hộ. Trong đó, vận động ít nhất 23 hộ tự nguyện thoát nghèo. Để đạt mục tiêu này, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, sát thực tế. 100% các xã phường, các ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiến hành rà soát, xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực, có cách làm sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo. Phân công 46 cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ 246 hộ nghèo tại các xã phường, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, đẩy mạnh công tác chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nhất là tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thị xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó cái giải pháp đầu tiên đó là tập trung tích cực vào công tác tuyên truyền. Thể hiện rõ cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở và đặc biệt là đối với lại hộ gia đình. Trong cái việc thực hiện giảm nghèo, chúng tôi cũng có vận động và chỉ đạo cũng nhiều, rất nhiều hộ gia đình mà đăng ký viết đơn xin thoát nghèo. Thế thì cái việc giải pháp nữa đó là cái sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành đoàn thể. Và theo đó thì Ủy ban dân thị xã có tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy có một kế hoạch rất chi tiết cụ thể, phân công cho từng cơ quan đơn vị xuống để giúp đỡ các hộ nghèo và họp với ban chỉ đạo của xã và để nắm bắt được thiếu hụt từng tiêu chí nghèo. Theo ví dụ thiếu về việc làm, thiếu về thông tin này, thiếu về đất này, thiếu về cây con giống. Cùng với đó thì xã Nghĩa Lộ tập trung xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng, nhất là vùng cao, tạo điều kiện phát triển các mô hình khởi nghiệp của người nghèo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách.
đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của Phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.